Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn import và đồng bộ danh bạ lên Facebook bằng phần mềm Plus. Để thực hiện được chức năng này, các bạn mở phần mềm Plus lên. Chọn vào tab sử dụng máy ảo. Tại đây, các bạn sẽ chọn vào tab import danh bạ. Đây chính là tab import danh bạ. Tiếp theo, các bạn sẽ thực hiện chọn tài khoản của các bạn lên phần mềm. Để thực hiện thêm tài khoản danh bạ, các bạn có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ thực hiện chọn tất cả tài khoản của các bạn ở phần quản lý tài khoản. Click vào tất cả để thực hiện chọn tất cả tài khoản. Cách thứ hai là các bạn sẽ thực hiện chọn từng tài khoản một mà các bạn muốn thực hiện đồng bộ. Click vào chọn tài khoản. Thực hiện chọn tài khoản các bạn muốn import. Click vào chọn. Cách thứ ba là các bạn sẽ thực hiện chọn tài khoản theo máy ảo bằng cách click vào chọn máy ảo. Thực hiện chọn máy ảo mà các bạn muốn thực hiện đồng bộ và click vào chọn để thực hiện tải tài khoản của cái máy ảo đó lên. Sau khi đã thực hiện thêm tài khoản thành công, bây giờ các bạn sẽ thiết lập đồng bộ danh bạ. Để thực hiện đồng bộ danh bạ, các bạn sẽ có 3 cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ đồng bộ ra DOM số điện thoại. Với tính năng này thì phần mềm sẽ thực hiện ra DOM số điện thoại và đẩy lên để tải và đẩy lên để thực hiện import. Cách thứ hai là các bạn sẽ thực hiện import số điện thoại hoặc là email. Thì với phần này, các bạn sẽ thực hiện nhập danh sách số điện thoại hoặc là email mà các bạn có vào theo định dạng mỗi dòng một số điện thoại hoặc là mỗi dòng một email. Hoặc là các bạn có thể click vào file UID để thực hiện tải file UID mà các bạn muốn thực hiện đẩy lên. Các bạn sẽ chọn được tài khoản, chọn file UID cho từng tài khoản. Cách thứ ba là các bạn thực hiện import mỗi account một file số điện thoại hoặc là email. Chọn tài khoản, click vào chọn file số điện thoại và chọn file số điện thoại mà các bạn muốn thực hiện đồng bộ. Hoặc là các bạn có thể chọn theo file UID, các bạn cũng sẽ chọn tài khoản. Click chọn file UID và thực hiện chọn file UID đó. Sau khi thực hiện đồng bộ danh bạ thì các bạn có thể tích thêm vào mục kết bạn theo gợi ý sau khi đồng bộ. Mục này là mục không bắt buộc nên các bạn có thể tích hoặc là không tích. Tiếp theo là các bạn sẽ thiết lập số tài khoản mới chặn song song để phần mềm thực hiện chạy đồng thời số tài khoản mà các bạn muốn thực hiện chạy song song. Trong trường hợp mà các bạn sử dụng nhiều tài khoản thì các bạn có thể sử dụng thêm công cụ đổi IP để thực hiện thay đổi IP trong quá trình sử dụng, ví dụ như là DCOM hay là Proxy. Tiếp theo, sau khi đã thực hiện thiết lập thành công, bây giờ các bạn sẽ click vào bắt đầu để thực hiện chạy. Bây giờ mình sẽ thực hiện đồng bộ gian DOM số điện thoại, nhập số điện thoại mà các bạn muốn gian DOM. Mình sẽ tích thêm vào mục kết bạn theo gợi ý sau khi đồng bộ để phần mềm thực hiện kết bạn sau khi đã đồng bộ thành công. Nhập số lượng bạn bè mà các bạn muốn thực hiện kết bạn. Click vào bắt đầu để thực hiện chạy. Lúc này phần mềm sẽ thực hiện mở máy ảo lên để thực hiện chạy cho tính năng này. Do mình đã thiết lập số tài khoản muốn chạy song song là 2, nên lúc này phần mềm sẽ mở đồng thời 2 máy ảo lên để thực hiện chạy.
phần mềm đã thực hiện login hai tài khoản mà mình đã thực hiện chọn ở bên phần mềm. Phần mềm đang thực hiện import số điện thoại mà các bạn đã thực hiện random. Sau khi đã thực hiện đồng bộ random số điện thoại, phần mềm sẽ thực hiện đi kết bạn theo gợi ý sau khi đồng bộ với số lượng là 2 người như mình đã để. Như vậy là tài khoản đầu tiên đã thực hiện chạy xong tính năng. Như vậy là mình đã thực hiện thành công import và đồng bộ danh bạ lên Facebook bằng phần mềm Applet.